Xin chào mọi người, mình là Trâm Anh. Mình hiện là sinh viên năm 2 khoa Pháp Đại học Ngoại thương. Đây là chiếc vlog về một tuần đi học của mình. Cũng là chiếc vlog đầu tiên trên kênh luôn. Mong mọi người enjoy nha. Hôm nay là thứ hai. Sáng nay mình có ca học bắt đầu từ 6:45. Và đây là mình lúc 7 giờ hơn. Môn học của mình là nghe hiểu 1. Theo như cô mình bảo thì trình độ này tương đương với Dance Bidder tiếng Pháp đó. Mặc dù mình đã có bằng B2 rồi nhưng mình vẫn thấy kỹ năng nghe khá là thử thách với mình. Connaissez-vous la bonotte de Noirmoutier? Cette jolie petite pomme de terre est connue pour son goût sucré, évoquant la châtaigne. Ok, vậy là giờ đã xong ca học đầu tiên trong ngày. Giờ mình sẽ về nhà và đi ngủ, bởi vì chiều ca 4 mình còn phải đến trường nữa. Cũng sang tháng 12 rồi và trường mình bắt đầu rục rịch trang trí cây thông Noel. Trông đẹp phết nhỉ? Chiều nay thì mình có lớp chủ nghĩa xã hội khoa học. Thực ra thì mình cũng không hiểu môn này lắm đâu nên là mình sẽ không biết nói gì cả. Bây giờ mình đang đi lên trên lớp. Đấy, vèo một cái đến 5 giờ mình lại tan học rồi. Và giờ mình lại về nhà thôi. Buổi tối thì trường mình lên đèn cho cây thông khá là đẹp. Nhưng mà vì buổi tối mình chẳng có việc gì ở trường mà nhà cũng ở xa nữa nên là mình cũng chẳng quay được cho mọi người xem. Bây giờ là giờ tan tầm rồi nên trường mình bắt đầu khá đông. Mình sẽ lấy xe và về sớm để tránh tắc đường. Mình có để thêm một chiếc áo khoác trong cốp nữa để đi đường mặc cho ấm. Thứ ba thì mình không có ca học nào vào ban ngày cả. Nên là mình đã hẹn một lịch khám răng. Thế là không hẳn là khám bởi vì mình chỉ đi kiểm tra thôi, mình đang niềng răng mà. Mình kiểm tra răng cũng nhanh thôi, một xíu là về rồi. Hành vi qua bắt mình đi Uniqlo với nó. What the fuck is this? Đó, mọi người có thể thấy con bạn mình từ đâu chui ra và nó rủ mình đi Uniqlo. Ừ thì hôm đấy buổi trưa mình cũng chẳng có việc gì, buổi chiều cũng không nên là ừ mình cũng gật đầu mình đi với nó. Hôm nay là mình đang định ở nhà, xong rồi Khánh Vi đã gọi điện alo mày ơi tao ở ngoài đường. Xong rồi nó phi đến nhà mình. Cùng nhau đi tiêu tiền, có sinh sướng gì đâu. Không, nó tiêu, mình sẽ không tiêu, Ok, nãy là bọn mình lỡ lờ Zara một chút thôi. Và đây mới là điểm đến chính của bọn mình ngày hôm nay nè. Bây giờ mình đang thử một chiếc áo, mình đang định mua áo này và mình cũng đang phân vân. Thứ ra cuối cùng thì mình cũng không lấy đâu, mình chỉ thử thôi. Sau khi lượn lờ tầng 2 một chút thì bọn mình vẫn chả tìm thêm được cái gì vào mắt cả. Cuối cùng bọn mình quyết định đi ăn trưa. Ở trong Vincom thì toàn các nhà hàng lẩu không hợp vu bọn mình lắm nên bọn mình đã quyết định ra ngoài và rẽ vào một hàng pizza. Vì là đi mỗi hai đứa với nhau thôi nên là bọn mình cũng phải cân nhắc gọi vừa vừa thôi vì sợ ăn sẽ không hết ý. Và đây là những món bọn mình đã gọi, siêu ngon luôn. Và mọi người đoán xem sau đó bọn mình đi đâu? Đi Vincom Phạm Ngọc Thạch mà không vào Starbucks thì đúng là phí nhỉ? Đang là mùa Giáng sinh nè, Starbucks cũng có mấy đồ uống cũng hay ho phết nên là mình đã rủ Khánh Vi vào. Thực ra Khánh Vi cũng muốn đi ấy, chứ mình cũng không rủ lắm đâu. Trông thế này thôi nhưng mà về sau bọn mình lại không ưng cái đồ uống này lắm. Kiểu bọn mình thấy không hợp khẩu vị ý. Đó, tóm lại được cái gốc đẹp thôi. Chiều tối thì Khánh Vi có qua nhà mình để học on nhưng mà mình lại quên quay nên là đây là mình đang sấy cho bò sau khi tắm. Và hôm nay đã là giữa tuần rồi, mình có 2 ca học ở trường ngày hôm nay. Lại là lớp nghe hiểu 1 và mình lại đến một lần nữa đứng trước gương ở nhà vệ sinh. Đây là tầng 5 mới xây của tòa B trường mình nè, khá đẹp. Mình và Khánh Vi đã ngồi bàn xem trưa nay bọn mình sẽ ăn gì. Bọn mình đã quyết định đi ăn thử một hàng bún chả bọn mình vô tình nhìn thấy trên đường. Và thực sự là bọn mình đã bị thất vọng rất nhiều, quá là đen luôn ý. Ca học tiếp theo của bọn mình là lớp tư tưởng Hồ Chí Minh. Hôm nay thì nhóm chúng mình thuyết trình nên là mình sẽ ngồi dưới và xem mọi người. Bởi vì mình đã là người chuẩn bị thông tin rồi và là người trả lời câu hỏi nữa. Có thể truyền được tình yêu nước đến với các bạn hơn. Tư tưởng Hồ Chí Minh có một vai trò rất lớn, một là mạnh mở rộng và rất mạnh về sự phát triển của toàn bộ nhân loại. Và ừ, lợi ích của việc làm bài tập nhóm ở lớp tín chỉ là mình đã kết thêm được bạn mới rồi này.
Bây giờ mình sẽ đi ngủ. Bây giờ mới là 3:15. Thì mình sẽ đi ngủ đến tầm 5:00. Mình dậy, mình mặc quần áo. Và 5:30 mình ra khỏi đường và mình đi học tiếng Đức. Mình sẽ phải ra khỏi đường một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người lớp tiếng Đức nha. Bây giờ 6:30 rồi. Mình lại đi học muộn mọi người ạ. Đang lên cầu thang. Khói sùng phải ngã dãy rồi mà. Ngã tư. Ngã ba cũng là chắc cũng là khói sùng đấy. Cô ngã ba phải khói sùng không cô? Khói sùng. Mình đang đi lấy đồ ăn. Mình đặt cơm sườn. Rồi mình sẽ mang cái này vào lớp. Đến pause xong mình mới được ăn. Học tiếp đây. Ồ, cái góc dễ. Cũng như cái cốc tàu phở. Chị kiểu rất không thích ăn cơm ấy. Kiểu trong lúc ăn thì mình có bật phim trên Netflix có lồng tiếng bằng tiếng Đức để một công đôi việc luôn. Sau một giờ học đầy chăm chỉ và no trước bụng thì mình đi về. Hôm nay thì mình lại có một ca học bù và mọi người đoán xem là lớp gì? Chính xác lại là lớp nghe hiểu một. Sốc ở chỗ là hôm nay mình đã đến sớm hơn cô. Mình vừa lên phòng công tác chính trị sinh viên có việc, nghe cũng ngầu phết. Bây giờ lại đi học tiếp. Đây là bữa sáng của mình. Hiếm lắm mới có một hôm mình ăn sáng đấy. Cô mình rất hay vừa giảng vừa kể chuyện nên là mình tranh thủ ăn sáng lúc đó luôn. Nó 19 lớp bên ngoài, nó ngấm sót hơn và đến lúc cô đứng cái điểm rồi nhà cô lại hay vào luôn hàng. Không liên quan lắm nhưng mà mình và Khánh Vy vô tình mặc đồ đôi với nhau nè. Không hẳn là đôi nhưng mà cùng là hoodie. Đây là quần áo của mình trong quần rồi nên là đây là cái video sẽ kết thúc tại đây. Đùa thôi mọi người, mình định về luôn ấy nhưng mà Khánh Vy rủ đi ăn trưa thì thôi thì mình cũng đi ăn luôn. Bọn mình lại ra Circle K ngồi, bọn mình ngồi ở đây rất nhiều luôn ý. Và đó, đây là những gì bọn mình ăn trong một buổi trưa ấm bụng. Và vlog của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến giây phút này. Nếu mọi người thích thì hãy tặng mình một like nha. Và đừng quên subscribe bởi vì mình sẽ quay lại với nhiều nội dung hay hơn nữa. Mọi người có thể liên lạc với mình qua Insta hoặc tham khảo cái kênh TikTok của mình nha. Merci et au revoir.